Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban kiểm tra Thì ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thiểu ủy kiểm tra một chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thiểu ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 6 tổ chức đảng, cấp cơ sở kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng đang thực hiện theo quy trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 6 tổ chức đảng. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Tại huyện Cần Duộc, khối thi đua huyện, thành phố nội địa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng quỹ, Ban chỉ huy quân sự, các đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt công tác, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu giao quân hai cấp, quán triệt thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định địa bàn. Tại hội nghị, các quyện, thành phố đã thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phong trào thi đua quyết thắng trong 6 tháng cuối năm 2023. Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, dự lễ trao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình trung úy chuyên nghiệp Lê Hồng Phong, nhân viên văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tại ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Ba đồng chí Phong mất sớm, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào đồng lương của đồng chí Phong. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của đồng chí Phong, phòng Tham mưu đã vận động công ty Duy Tân hỗ trợ 80 triệu đồng cùng với khoản tiền 200 triệu đồng để đồng chí Phong sửa chữa căn nhà. Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội thi xe tốt, lái xe giỏi trong bộ đội biên phòng tỉnh năm 2023. Hội thi diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7 năm 2023, các đơn vị tham gia với 3 nội dung thi gồm thi xe tốt, thi hoạt động ngày kỹ thuật và thi nhận thức. Thông qua hội thi nhằm đánh giá trình độ năng lực khai thác, sử dụng chất lượng bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, đồng bộ trang bị xe máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động huyện Tân Hưng tổ chức đại hội công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Trong nhiệm kỳ đã vận động quỹ tấm lòng vàng với số tiền hơn 255 triệu đồng, xây dựng 11 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ phát triển, Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa 6. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11. Dịp này, các tập thể cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 được nhận khen thưởng. Hội Cựu Chiến binh huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị sơ kết công tác cựu chiến binh trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết khung chính của Bộ Chính trị khoa chính về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay hội cựu chiến binh quyện quản lý 42 tổ tiết kiệm và dây vốn với trên 1.600 hộ giai tổng dư nợ trên 71 tỷ đồng đời sống của hội viên hội cựu chiến binh trên địa bàn quyện ngày càng phát triển năm sau cao hơn năm trước giảm hộ nghèo nhiều hộ sản xuất kinh doanh có thu nhập cao bên cạnh đó hội cựu chiến binh quyện còn tích cực phối hợp với các cơ quan các ngành của quyện và dẫn động hội viên tham gia vào các cuộc dẫn động các phong trào ở địa phương Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Lức tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 21 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trong thời gian qua, các cấp hội triển khai có hiệu quả các đề án và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tổ chức các lớp chuyên đề về bình đẳng giới, giúp gần 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp mỗi năm, thành lập 14 tổ hợp tác và 8 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Bên cạnh đó, các cấp hội triển khai đồng bộ các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng gần 80 xuất quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực hiện tình hình giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình xã hội tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, phục vụ sân bay Long Thành, đồng thời làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV về quá trình giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án. Lãnh đạo ACV cho biết, sau khi lựa chọn được nhà thầu, dự kiến tháng 8 tới đây, nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công. Do sắp tới nhiều hạng mục tại sân bay đồng loạt triển khai, nên ACV đề nghị Đồng Nai khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Tính đến nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Riêng đối với hai tuyến đường kết nối sân bay, trong tháng 7 này, địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Vì tiến độ xây dựng công trình xã hội tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, các công trình bị đình trệ hiện đã được thi công trở lại. Tuy nhiên, tiến độ không đạt như kỳ vọng. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, từ 0 giờ ngày hôm nay 7 tháng 7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 6 vào các trường trung học cơ sở năm học 2023-2024. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ là https 2 2 ts đầu cấp gov vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Phụ huynh học sinh có thể tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc là đến trường để được hỗ trợ. Tại các trường đều được bố trí phòng máy tính và giáo viên trực để hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh học sinh. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến 24 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, hiện nhiều trường đại học đã và đang công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm học 2023-2024. Đây là mức điểm trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như là học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, tuyển sinh riêng và các hình thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng. Với gần 6.000 chỉ tiêu, hiện trường Đại học Giao thông vận tải đã tuyển sinh được hơn 30% từ phương thức xét tuyển sớm. Năm nay, mức điểm chuẩn của 33 ngành dao động từ 23 đến 28 điểm, trong đó nhiều ngành trên 27 điểm như quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, kinh tế, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện diễn thông. Học bạ thì cũng ở mức khoảng độ 20-30% chỉ tiêu, còn lại thì đa phần là những ngành thì còn lại khoảng hơn hơn 50% chỉ tiêu là xét cái kết quả thi trung học phổ thông à, do vậy mà đối với các em thí sinh thì cũng căn cứ vào cái chỉ tiêu cũng như cái nguyện vọng của mình để cái đăng ký cho nó phù hợp còn tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với mức điểm chuẩn với các phương thức xét tuyển sớm năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái ở nhiều ngành, trung bình điểm giảm khoảng 0,5 điểm. Riêng phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ, điểm chuẩn dao động từ 25 đến 29 điểm. Trong đó, ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất với 29,23 điểm. Chất lượng nguyên tuyển được ổn định và nâng cao. Điều này thể hiện thông qua cái ý thứ nhất là phổ điểm nói chung hơn, từ 25,08 đến 28,93. Cái ý thứ hai là bình quân của điểm chuẩn theo các phương thức ấy, nó bằng hoặc nhỉnh hơn so với năm 2021 một, một chút. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã hoàn thành tuyển sinh với các phương thức xét tuyển sớm từ sự gia tăng về hồ sơ và mức độ điểm chuẩn cho thấy nhu cầu sử dụng các phương thức này của thí sinh ngày càng nhiều. Điểm chuẩn của đợt 2 tăng hơn so với đợt 1 là 2 điểm, thậm chí có ngành là tăng 4 điểm và chúng tôi thấy là rất là mừng vì định phản ánh một cái cái tỷ lệ đầu vào cái chất lượng đầu vào nó phấn khởi hơn so với những năm trước. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 10 tháng 7 thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của bộ. Vì thế muộn nhất là ngày 8 tháng 7, các trường đại học phải thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh. Tuy nhiên, kết quả này chỉ là điều kiện cần. Để trúng tuyển, chính thức thì thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến những điều kiện khác khi đăng ký để tránh trượt oan hay trúng tuyển vào những nguyện vọng mà mình không mong muốn. VN Sky, mạng di động thuộc hệ sinh thái VMP, mới vừa chính thức ra mắt trên phạm vi toàn quốc với đầu số 0777. Đây cũng chính là tân binh mới nhất của các nhà mạng ảo tại Việt Nam. Tại Việt Nam, chỉ có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ này là công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom ITEL với đầu số 087, công ty cổ phần Mobicast Ready với đầu số 055 và công ty cổ phần viễn thông ASIM Local với đầu số 089. Thị trường viễn thông hiện được cho là đã bảo hòa, nhưng các nhà mạng ảo vẫn được đánh giá còn dư địa để phát triển khách hàng mới, tập trung vào nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, dung lượng data lớn như là học sinh, sinh viên hay là khách du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, sau thông tin Bộ Văn hóa xác minh đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink ở Hà Nội là IME Việt Nam ủng hộ đường lưỡi bò, phía công ty này đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định ra soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam đại diện đơn vị cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên sở văn hóa và thể thao hà nội cùng các bộ ban ngành liên quan về sự việc và cho biết trang web lan truyền hình ảnh là website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu á và không phải là website chính thức của công ty việt nam công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại việt nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Bulgaria để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả nỗ lực gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine. Phát biểu họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà, Tổng thống Ukraine khẳng định hai nước đã nhất trí hợp tác tích cực hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Zelensky cũng cho biết đã đề nghị Sofia tham gia tái thiết Ukraine và cải cách giáo dục, đồng thời hỗ trợ ukraine trong các lĩnh vực sinh thái và số hóa hai bên cũng thảo luận về gói viện trợ quân sự của bungary dành cho ukraine với nội dung của hội nghị thượng đỉnh nato và việc thực hiện công ước hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột giữa nga và ukraine chuyến thăm của ông zelensky diễn ra trong bối cảnh bungary chuẩn bị chấp thuận gửi hỗ trợ quân sự trực tiếp cho ukraine thay vì thông qua nước thứ ba Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước đang có nhiều bất đồng về kinh tế. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Twitter ngay sau khi đặt chân tới Bắc Kinh, bà Yellen khẳng định Mỹ mong muốn tìm kiếm cạnh tranh kinh tế lành mạnh hơn với Trung Quốc nhằm mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ, cũng như hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo bà, Chuyến thăm lần này là cơ hội để đối thoại và tránh thông tin sai lệch hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên, qua Washington cũng sẽ hành động để bảo vệ an ninh quốc gia khi cần thiết. Theo chương trình nghị sự trong ngày hôm nay, bà Yellen sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Hôm qua, Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về phụ nữ, hòa bình và an ninh đã khai mạc tại Indonesia, với chủ đề đối thoại cấp cao nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động khu vực về phụ nữ hòa bình và an ninh. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em Indonesia Bintang Bus Bayoga nhấn mạnh không được để phụ nữ đứng ngoài các chương trình nghị sự về hòa bình và an ninh. Theo bà, phụ nữ là những nhà hoạt động vì hòa bình mạnh mẽ và là những nhà đàm phán có khả năng. Phụ nữ và trẻ em gái cũng dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực giới và tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn do xung đột. Do đó, sự tham gia của phụ nữ rất có ý nghĩa trong tiến trình nâng cao hiệu quả, tính hợp pháp và tính bền vững của hòa bình. Diễn ra trong hai ngày 6 và 7 tháng 7, hội nghị thu hút sự tham dự của các nước thành viên ASEAN và một số tổ chức quốc tế, trong khi Timor-Leste tham dự với tư cách quan sát viên. Hôm qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ 7 đối tượng nghi thành lập một tổ chức khủng bố với mục đích tiến hành các cuộc tấn công gây chấn động tương tự như của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo từ sân. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, vụ bắt giữ này cho thấy nguy cơ từ khủng bố vẫn rất cao. Theo bà, mục tiêu của nước Đức là làm cạn kiệt các nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố ngay từ sớm. Theo thông báo của các công tố viên, 7 nghi phạm có quốc tịch Turkmenistan, Tajikistan và Kyrgyzstan đã bị bắt giữ tại bang Nordrhein Westphalia, miền Tây nước Đức. Các đối tượng này đã quen biết nhau từ lâu và nhập cảnh vào đất từ Ukraine. Các nghi phạm đã thành lập tổ chức khủng bố vào tháng 6 năm ngoái và đang xem xét các mục tiêu tấn công tại Đức, cũng như tìm cách mua vũ khí. Tuy nhiên, vào thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, các đối tượng trên vẫn chưa có kế hoạch tấn công cụ thể. Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã hối thúc mở của điều tra độc lập về thảm kịch chìm tàu chở người di cư tại Hy Lạp xảy ra hồi giữa tháng 6 vừa qua, được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Chủ trì phiên điều trần của nghị viện châu Âu, nghị sĩ Bigis Sibel cho rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm kịch đòi hỏi của điều tra quốc tế độc lập và minh bạch. Bà kêu gọi Hy Lạp và Quỹ ban châu Âu mở của điều tra khẩn cấp để đánh giá, xem xét những hành động mà lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp và Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu, đã thực hiện liên quan đến các nghĩa vụ quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn. Người đứng đầu cơ quan các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu cũng cho rằng cần có cuộc điều tra thích hợp về thảm kịch xảy ra ngoài khơi Hy Lạp hôm 14 tháng 6. Căn cứ thông tin từ cuộc điều tra của Hy Lạp, quý viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu cho biết có thể có 600 người đã rơi xuống biển và chỉ có khoảng 110 người được cứu sống. Theo đó, những kẻ buôn người Ai Cập sử dụng tàu đánh cá để đưa 750 người từ Libya vượt biên qua địa Trung Hải để tiến vào châu Âu. Chính phủ Hy Lạp bác bỏ điều này, đồng thời cho biết đã mở hai cuộc điều tra, một về những kẻ buôn người và một về hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển.